Vị sữa, sandwich, mì kem son bông, sốt jam bông, màu nó đỏ quá. Ngon. Trà bất kỳ cây nồng, bột phô mai. Ô thơm quá. Mặn. Kim bắp xăm ra. Ăn chung. Trộn lại với nhau. À, cay quá. Cà phê BTS. BTS, tôi yêu bạn. Xúc xích phô mai dài. Nó dài quá. Có phô mai bên trong. Ăn chung. Kẹo dẻo hình trái banh. Ô no quá. Tuyệt lắm. Ta-da! Nấm mala. Mì thủy tinh Trung Quốc. Dài quá. Lần đầu tiên mình ăn cái này. Được rồi. Mình không cắn được, dai lắm. Ngon lắm luôn. Ai thắng thì được chọn búa bao kéo. Yeah! Xanh lá cây, màu hồng. 1, 2, 3. Tại sao lại sốt cây chứ? Là sốt cây. Cay quá, cay và mặn. Nó tan chảy ra. Nhưng mà cái này vị hơi lạ. Tím, xanh dương. Làm ơn. 1, 2, 3. Mình thấy ngon mà. Ngon mà. Nhìn ngon quá. Nó trộn lại với nhau. Cái cuối cùng. Cảm thấy không ổn rồi. Wasabi. Cay quá đi. Làm ơn đưa nước ép. Nước ép khô. Búa bao kéo. Ly lớn, ly nhỏ. Đổ đầy nha. Còn lại là của mình. Dơ.